Dạ, xin chào các anh ạ, đến với video số 251 của kênh đầu câu Tokyo Japan nhé. Lô cần sáng nay em gửi đến cho mấy anh là một vài cái cần câu tôm nha, vài cái cần câu tai này, cần ráp khúc ghi trong, cần lua, cần câu ngâm ha, và cuối clip là sẽ có một cây cần lục nha mấy anh, 3 khúc và chiều dài 4m25 cứng AX cho mình luôn nha, phôi hàng Thái Lan luôn ạ. Đấy, rất là ok. Máy thì em sẽ lên một vài con máy ngang, có vài con máy đứng nha anh, có một con máy ngang tay trái nha anh, có em trong clip thì em sẽ có ghép hai combo nha, một combo cần lua máy ngang tay phải và cần lua máy ngang tay trái cho mình luôn ạ. Rồi em xin lên phụ kiện trước nha, phụ kiện mã số 1 thì em gửi đến anh đó là lưỡi lóc nha anh, lưỡi chiên câu lóc cho mình ha, có lóc tròn và lóc vuông này, đầu thì đầu bo tròn và có ngạnh sắc bén luôn nha. Đây để em lấy ra tờ giấy để lên cho mình xem cho nó dễ ha. Một combo là 6 gói và mỗi gói là 5 lưỡi thì tổng thể là 30 lưỡi nha anh, rất là ok nha. Đây ạ. Lưỡi nó to cỡ như này nha mấy anh. Bề ngang của nó tầm khoảng là 3 ô ly tập nè, gần 3 ô nha, và bề dài của nó tầm khoảng là 6 ô ly tập ạ. Rất là ok. Lưỡi này thì bằng chất liệu thép không rỉ nha. Lưỡi có ngạnh sắc bén cho mình luôn nè. Đầu thì là đầu bo tròn nha. Combo thì 30 lưỡi em bán với giá là 100k. Mã số 1 ạ, 100k nha. Anh nào mà là muốn xài vuông hay tròn thì cứ báo em ha. Nó vẫn là 30 lưỡi và 100k thôi ạ. Mã số 1 100k. Mã số 2 ạ. Mã số 2 thì em có lưỡi chính hãng đa qua. Đấy, lưỡi chính hãng đa qua nha, chất liệu thép không rỉ nha. Lưỡi này tầm khoảng size số 9, số 10 ha, cho mình câu tra này, câu sông, hồ dịch vụ, đánh biển đều được luôn nha. Cái lưỡi thì nó là đầu tán dẹp nha, và chất liệu thép không rỉ cho mình luôn, ngạnh rất là sắc bén cho mình ạ. Đây, nó to cỡ như này nha mấy anh. Cái này là lưỡi chính hãng đa qua, chất liệu thép không rỉ nha. Bề dài của nó tầm khoảng là 3 ô ly tập và bề ngang của nó tầm khoảng là 2 ô nha, rất là ok ạ. Đây, cái loại này thì em bán giá rẻ nha, thị trường đang bán tầm khoảng 200 mấy một combo lần nha mấy anh. Combo này thì em ghép 10 dĩ và mỗi dĩ nó là 8 lưỡi, tổng thể nó là 80 lưỡi nha. Em bán với giá là 170k nha mấy anh. 170k cho cái lưỡi này ạ. À, lưỡi chính hãng ra qua tầm khoảng size số 9, số 10 nha. Mặt số 3 thì em có lưỡi lưỡi câu cá bóng đục, câu cá trê nha. Lưỡi rất là dài cho mình. Lưỡi này thì nó có màu đỏ nha mấy anh. Lưỡi màu đỏ cho mình. Một combo thì nó là 17 gói và mỗi gói của nó là 10 lưỡi, tổng thể của nó là 70 lưỡi nha. Tổng thể 70 lưỡi cho mình ạ. À. Đây, em lấy cái lưỡi này ra cho mình xem nhé. Đây, nó to cỡ như này nha mấy anh, to cỡ như này ha. Bề ngang của nó tầm khoảng là một ô ly tập và bề dài của nó là 4 ô nha, 4 ô ạ. Combo mã số 3 em bán với giá là 100k nha, mã số 3 100k. Lưỡi thì đầu bo tròn nha, có ngạnh sắc bén cho mình luôn ha, rất là ok, mã số 3. Tổng thể 70 lưỡi nha, em bán với giá là 100k. Lưỡi câu cá bóng đục, câu cá trê nha anh. Mặt số 4. Mặt số 4 thì em có lưỡi BVLC, lưỡi săn hàng đánh bắt cá lớn, câu biển, câu sông, cá tra, hồ dịch vụ đều được nha. Lưỡi thì em ghép gồm 3 size, size số 10, 11 và 12 nha anh. Lưỡi số 10 thì độ lớn của nó tầm khoảng là 3 ô rưỡi tập. Lưỡi số 11 4 ô và lưỡi số 12 là 4 ô rưỡi nha. Một combo này thì hơn 300 lưỡi nha. Nó có cái đầu bo tròn ha, ngạnh sắc bén cho mình luôn, cái lưỡi nhìn rất là chắc chắn, rất là to cho mình luôn nha. Đấy. Combo mã số 4 hơn 300 lưỡi nha, em bán với giá 100k. Đấy, mã số 4 100k. Mã số 5. Số 5 thì em có thẻo câu bè mini, câu tráp hanh đối diện nha. Một combo thì như này là gấp ghép gồm 20 dĩ và mỗi dĩ của nó là một thẻo nha, một thẻo 10 lưỡi như này nha anh. Đấy. Lưỡi nhỏ nhưng mà vẫn có ngạnh sắc bén cho mình ha. Combo mã số 5 ạ, à, thẻo câu bè mini, câu tráp hanh đối diện, đây, câu cá bầy nha mấy anh. Em bán với giá là 100k, mã số 5 100k cho cái thẻo này ạ, à, 100k. Mã số 6 ạ, à, mã số 6 thì em có thẻo câu bóng đục lưỡi số 7 nha mấy anh. Câu bóng đục, câu cá trê nha, một combo 15 dĩ, mỗi dĩ là hai thẻo và mỗi thẻo là 3 lưỡi nha mấy anh. Cái loại này thì bề ngang của nó tầm khoảng là 2 ô ly tập và bề dài của nó tầm khoảng là 1 ô rưỡi tập nha mấy anh. Đấy, cũng rất là ok. Lưỡi thì cũng có ngạnh sắc bén cho mình luôn nha. Mua một lần xài được rất là lâu nha mấy anh. Rất là rẻ luôn ạ. À. Combo mã số 6 100k, thẻo câu cá bóng đục, câu trê. 15 dĩ, mỗi dĩ hai thẻo và mỗi thẻo nó là 3 lưỡi nha. Đấy, mã số 6 100k. Mã số 7.
Mã số 7 thì em có dù IGK nha. Đó, dù này thì nó là dù số 9 tương đương với đường kính là 0.55 mm. Tải cá tầm khoảng là 60 cho tới 65 kg nha. Đấy, nó có cái màu xanh rêu như này nha mấy anh, theo công nghệ X8 bền 8 sợi lại với nhau rất là chắc chắn. Hàng nội địa Nhật cho mình luôn, hàng nội địa Nhật này made in Japan. Một cuộn như này là 100 m thì em ghép combo hai cuộn là 200 m, em bán với giá là 100k. Mã số 6 ạ, 100k, mã 6, 100k nha mấy anh, mã 6. Mã số 7. Mã số 7 thì em có cái này đây. Cái này gọi là bột tơ nhện kết dính mồi câu cá nha. Đây. Thành phần gồm hạt ngũ hoa và nguyên liệu cho mình ha. Một chai là 100g thì em ghép một combo 6 chai là 600g nha. Em bán với giá là 100k. Mã số 7 ạ, mã số 7 là bột tơ nhện nha mấy anh. 6 chai 100g, 600g. Mã số 8. Mã số 8 thì em có cước trời XR đến từ hãng Bassa cho mình. Cái loại này nó có tem chống hàng giả nha, đường kính là 0.28 mm ạ. Tải cá tầm khoảng là 7,9 kg. Một cuộn là 100 m thì em ghép combo hai cuộn tầm khoảng là 200 m nha. Cái sợi cước rất là dẻo dai cho mình luôn ha. Nó có cái màu nâu sậm như này nha mấy anh. Combo mã số 8 ạ, em bán với giá là 120k nha. 200 m dây cước RXR nha mấy anh, đường kính 0.28 ạ, đường kính 0.28. Mã số 8 ạ, 120k, mã 8 120 ạ. Mã số 9. Số 9 thì em có cước Sufix đường kính là 0.4 mm, tương đương với là cước số 6 nha. Tải cá 14 kg cho mình luôn. Một combo 3 cuộn này, đấy 300 m nối liền nhau không cắt rời nha mấy anh. Đây là 300 m nha, đây nối liền nhau ha, xài tới đâu cắt tới đó nha. Cho nó ok ha. Mã số 9 em bán với giá là 100k, cước Sufix 0.4 ạ, số tương đương với số 6 nha, tải cá 14 kg, mã số 9 ạ. 100k. Mã số 10 thì em có cước chính hãng đa qua, có tem nhập khẩu ha, rõ ràng đầy đủ hết cho mình luôn ạ, hàng nội địa Nhật luôn. Cước số 3 thì tương đương với đường kính là 0.285 mm, tải cá là tầm khoảng là 5 cho tới 7 kg nha mấy anh. Một hộp như này là 500 m nha, cước nguyên siêu nè, chưa qua sử dụng luôn ạ. Đây, rất là ok nha, cước loại này để câu lô rất là ổn áp ạ. Đấy, có tem nhập khẩu đầy đủ cho mình hết luôn, nguyên một hộp này 500 m nha mấy anh. Combo mã số 10 ạ, em bán với giá là 130k, mã 10 130k. Mã 11. 11 thì em có cước Mỹ nha. Đấy, cước Mỹ American, đường kính là 0.45, tải cá tầm khoảng 21-22 kg. Một cuộn là 130 m thì em ghép combo hai cuộn lại với nhau là 260 m ạ. À. Nó có cái màu nâu 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 đỏ nha mấy anh, màu nâu đỏ. Sợi cước này phản hồi được phản hồi rất là tốt nha mấy anh. Combo mã số 11 ạ. À. Hai cuộn như này nha, em bán với giá là 130k, mã số 11 ạ, 130. Rồi em hết phụ kiện rồi, em qua máy đây ạ. À. Con máy mã số 1 thì gửi đến anh đó là một con máy đến từ dòng Long Scat. Asuta EF35B xe thực tầm khoảng 2.000 cho mình nha. Đấy, ngoại hình tổng thể thì còn tầm khoảng là 80% ha. Full carbon kháng mặn tốt cho mình, hàng Korea xuất Nhật ạ. À. Mô bin sóng là tiếng kêu lưỡi gà con nha. Đổi tay quay trái phải đều được ạ. À. Máy chạy nhẹ nhàng ha, mô bin sóng luôn. Đổi chiều. Con máy mã số 1 hoạt động tốt và xe thực 2.000, em bán với giá là 160k nha, 160k cho con máy này ạ, à, mã 1. Mã số 2. Mã số 2 thì em có một con máy đến từ hãng Olympic Challenger VX700 nha. Con này còn đẹp keng rồi nha mấy anh. Hàng nội địa Nhật cho mình luôn, xe thực tầm khoảng là 1.000. Con cước số 2 là được 165 m, cước số 3 110 và cước số 4 là 75 m nhé. Hợp kim nguyên khối. Mô bên sóng tiếng kêu lưỡi gà còn nè, cần gạt. Con lăn ha, đổi tay quay trái phải đều được cho mình, chốt chặn đảm chiều đầy đủ. Hoạt động máy đây, đảm chiều chốt chặn ha. Tiếng e khi kéo cá, một chiều có tiếng kêu, hai chiều tắt tiếng kêu luôn. Con máy mã số 2 em bán với giá là 180k cho con máy này nhé, mã 2 180 ạ. Mã số 3. Số 3 thì em có một con máy đến từ hãng Triobi RX01 Ratio là 3.8 nha. Cõi là carbon, thân là hợp kim. Đây, xây thực tầm khoảng 4.000 cho mình ạ. Mô bin sóng là tiếng kêu lưỡi gà con nha. Cần gạt. Con lăn, đổ tay quay trái phải đều được ha. Hoạt động máy đẹp. Máy chạy nhẹ tên nha anh. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ ạ. Con máy mã số 3 hoạt động tốt. Em bán với giá là 250k cho con máy này nha. 250k, mã 3. Mã số 4.
Số 4 thì em có một con máy gon 4.000 nhưng mà xây thực tầm khoảng 3.000 cho mình nha. Đấy, con này lua rất là ok nha, vì nó nhẹ và cái ratio của nó cao cho mình nha anh. Ratio tận 5.2 lần ạ. À, cô cứ 0.2 là được 240m, là 0.25 200. Mô bên sóng là tiếng kêu lưỡi gà còn cần gẹt. Con lăn đổi tay quay trái phải đều được, chốt chặn đảm chiêu đầy đủ nha. Máy chạy nhẹ tên luôn. Đấy, chốt chặn đảm chiêu. Con máy mã số 4 hoạt động tốt và em bán với giá là 219.000 thôi ạ. À, 219.000 cho con máy này ạ. À, mã số 4. Mã số 5. Số 5 thì em có một con máy custom đến từ hãng đây qua. Con này thực là 4.000. Có carbon thân hợp kim cho mình luôn. Mô viên sóng nè, chuyển chiêu lưỡi gà còn ha, cần gà con lăn. Mấy con này thì chứa tải khỏe lắm nha anh, nồi đồng cõi đá siêu bền, tải siêu khỏe cho mình luôn ạ. À, đã chiêu chốt chặn đấy, tiếng e khi kéo cá nha. Con máy mã số 5 hoạt động tốt, xây thực 4.000, em bán với giá là 200k cho con máy này nhá. 200k mã 5. Mã số 6. Số 6 thì em có một con máy Roddy nha, hàng điện Nhật nha mấy anh. Con này thì nó đen ngược nên là chỉ xài bên tay phải thôi nha, không đổi sang tay trái được đâu ạ. À, đây, con này xây thực tầm khoảng 3.000 ạ. À, cõi là carbon, thân là hợp kim. Mô viên sóng là tiếng kêu lưỡi gà còn ha, cần gà con lăn. Con này thì nó bị mất cái nắp rồi nha mấy anh, bị mất cái nắp. Mặt đoạn máy đây, máy chạy nhẹ tên nha, chốt chặn ạ. À, con máy mã số 6 và em bán với giá là 250k nha mấy anh. 250k cho con máy nè. Mã số 7. Số 7 thì em có một con máy Ultra Civic C4000, xây thực 4.000 luôn. Ratio 5.2 này. Cầu cứ 0.3 là được 160m, à, 0.35 120 và 0.4 là 85m nhé. Cối là hợp kim, thân là carbon luôn. Mô bên sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ạ. À, cần gạt con lăn, đổi tay quay trái phải đều được. Máy chạy nhẹ tên rồi nha mấy anh. Đấy, máy mã số 7 à, em bán với giá là 270k nha. Mã 7, 270k, xây thực 4.000. Mã số 8. Số 8 thì em gửi đến mấy anh đó là một con máy bót quan tay trái nha, cùng một con máy chuyên lua cho mình ha. Máy chạy nhẹ nhàng luôn nha, lăn chiêu cướp này. Đấy, rất là ok ha, đảo chiều chốt chặn đầy đủ hết ạ. À, spool cân mồi đầy đủ hết cho mình nha. Con này thì có ratio là 7.2 nè, vào cứ 0.23 là 180m nha, 0.28 là 150 và 0.3 là 110m ạ. À, máy chạy nhẹ nhàng nha mấy anh. Đấy, con máy mã số 8 mà hoạt động tốt, em bán với giá là 590k cho con máy lua ngang tay phải này nha, lua ngang tay trái nha mấy anh. Mã số 8 mà 590k mã 8. Mã số 9. Số 9 thì em có một con máy gon 6.000, xây thực 6.000 nha. Cõi là hợp kim, thân là carbon. Cầu cước 0.4 là được 240, à, 0.45 109. Mô bên sóng là tiếng kêu lưỡi gà còn ha. Ratio tận 5.2 lận nha mấy anh, 5.2 cho mình luôn. Ratio rất là cao nha, ra dây nhanh và thu dây nhanh cho mình luôn ạ. À, máy chạy thì nhẹ nhàng nha, chốt chặn đảo chiều đầy đủ và tay quay đổi chiều trái phải được luôn nha mấy anh. Này, con máy mã số 9 hoạt động tốt, xây thực 6.000 nha, ngâm lăn xê lục xăng hàng đều được hết luôn ạ. À, em bán với giá là 260k cho con máy này nhé. 260k mã số 9 ạ. À, rồi em hết máy rồi, em qua cần nha mấy anh. Đấy, đây ạ. À, cái này là em ghép hai combo hai cần lại với nhau nha. Đấy, ghép combo ha. À, cây trắng này thì nó sẽ là 1m1 nha mấy anh, còn cây màu đỏ thì nó hai ngọn là 1m35 cho mình nha. Đây ạ. À, mấy cây cần này là cần đặt câu tôm nha mấy anh, rất là ok, gọn nhẹ cho mình ha, đem theo bỏ ba lô túi xách hay là đi câu hồ dịch vụ gia đình đều được hết luôn nha mấy anh. Cây này 1m1 nha, cây này ha, cây này thì là 1m35 nhưng mà nó hai ngọn rồi nha mấy anh, hai ngọn ạ. À, đây hai ngọn nha. Combo như này là em ghép hai cần này lại với nhau, em bán với giá là 300k nha mấy anh. 300k cho cái cặp này ạ. À, mã số 1 300k, hai cần câu tôm mã 1 ạ. À, mã số 2 ạ. À, mã số 2 thì em cũng có ba cái cần câu tôm nha, ba cây cần máy cho mình luôn nha mấy anh. Đây, chiều dài tầm khoảng là 1m1 nha, 1m05, 1m07 nha. Có một cây thì nó hơi bị hụt ngọn nhẹ mấy anh, về mấy anh xử lý nha. Này,
xử lý ha. Đây, còn hai cây này là đẹp keng hết nha anh. Màu nước sơn và khoen còn sáng bóng à. Đây. Ba ngọn nha. Ở ba ba cây nha mấy anh. Đây. Đây 1m1 nha. Rất là ok nè. Bát thì đẹp keng hết cho mình luôn nha. Ba cây này độ mới còn cao lắm ạ. À. Đây bát Fuji, bát gặp FS6 ha, còn cái này bát kim loại này, bát vặn cho mình nha. Combo mã số 2 ạ. À. Combo 3 phần câu tôm nha. Đấy, em bán cái giá là 300k nha. Cái ngọn này mình về mấy anh tự xử lý nha mấy anh. Đấy, em sẽ bán theo tình trạng như này nha. Combo mã số 2 300k, mã 2 300k. Mã số 3. Số 3 thì em có một cây cần câu tôm đây ạ. À. Cây này chiều dài 1m nha mấy anh. Đấy. Cây này ngọn đặt cho mình luôn ha. Cây này là cây cần đặt nha. Bát là bát vặn cho mình luôn nè. Tay cầm thì cán gỗ vần nha, chưa có xé cái bao mũ luôn này. Ngọn 0.9 ly nha mấy anh. Cây này ngọn 0.9 ly cho mình nha, rất là dẻo luôn. Đấy, một cây cần câu tôm ha. Chiều dài 1m nha mấy anh. Một khúc à. Cây này một khúc nha. Cây cần mã số 3 em bán với giá là 250k cho cây cần này nhé. 250k mã 3 250. Mã số 4. Mã số 4 thì em có một cây cần đặt này mấy anh ơi. Cây này chiều dài 1m2 nha mấy anh. 1m2, ngọn của cây này to nha. Ngọn tận 2 ly 6 và trọng lượng 159g nha. Cây này để câu tôm, câu mực đều cũng rất là ok à. Rất là dẻo ha. Ngọn to nhưng mà nó có cái độ nảy nha mấy anh. Một cây cần đặt luôn ạ. À. Giang khoen còn đẹp keng hết cho mình luôn nha. Bát là bát vặn cho mình luôn nè. Tay cầm thì cán mút ha. Chiều dài 1m2, 1 khúc nha mấy anh. Cây cần mã số 4 em bán với giá là 280k cho cây cần này nha. 280k. Mã số 4 280k. Mã 4. Mã số 5. Số 5 thì em có một cây cần tai giam chiều dài 5m7 nha. Cây này cứng tầm khoảng 4-5H nha mấy anh. Màu phôi thì sáng cho mình luôn nè. Đấy. Cây này nó có cái ngọn là 0.8 ly và trọng lượng là 200g nha mấy anh, 200g ạ. À. Màu nước sơn sáng bóng, một cây cần giam nha, chiều dài 5m7 cho mình ạ. À. Đây em ra cần cho mình xem luôn nhé. Phôi carbon sẵn toàn thân nha mấy anh, sẵn toàn thân đẹp càng. Độ mới cao không lỗi lầm đâu ạ. À. Hãy nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái nên là mấy anh cứ yên tâm đặt hàng nhé. Cây cần mã số 5 ạ, à, một cây cần tai nha, một cây cần tai. Chiều dài 5m7 cũng 4-5H ạ. À. Em bán với giá là 320k cho cây cần này nhé. Mã số 5 320k, mã 5 ạ. À. Mã số 6. Số 6 thì em có một cây hormon vàng nha, chiều dài 6m3 cho mình luôn nha mấy anh, chiều dài 6m3. Cây này nó có trọng lượng là 240g và ngọn 0.7 ly cho mình nha, cứng tầm khoảng 4-5H luôn ạ. À. Hàng Korea xuất Nhật nha mấy anh, đến từ hãng hormon hàng Korea xuất Nhật. Phôi đẹp keng cho mình nè. Cây này phôi cầm rất là chắc tay nha mấy anh, cầm rất là chắc tay ạ. À. Màu phôi thì sáng bóng luôn, nước sơn đây ạ. À. Cây cần mã số 6 và một cây cần hormone chiều dài 6m3 cứng 4-5H nha. Em bán với giá là 370k cho cây cần này ạ. À. 370k mã số 6 ạ, à. 370 nha mấy anh, 370. Mã số 7. Số 7 thì em có một cây cần 6m3 cứng 4-5H nhưng mà ngọn to hơn xíu nha, ngọn 1 ly. Cây này nó có trọng lượng là 249g nha, còn tem vàng đầy đủ hết luôn cho mình nha mấy anh. Đẹp keng à, cây này đẹp keng. Phôi cầm rất là chắc tay nha. Đây ạ. À, anh nào mà thích câu ngọn to cây này rất ok nha, ngọn 1 ly nè, ngọn to cho mình nha. Đấy. Phôi đẹp keng nha mấy anh. Màu nước sơn thì sáng bóng luôn ạ, à. Không có một vết trầy xước luôn. Đấy, đẹp keng. Cái cần mã số 7 ạ. À. Em bán với giá là 568k cho cây cần này nhá. Mã số 7 568k, mã 7 ạ. À. Mã 7 568k, chiều dài 6m3, ngọn 1 ly, trọng lượng là 249g. Đấy, cứng 4-5H. Mã số 8. Số 8 thì em có một cây hàng nội địa Nhật đây ạ. À. Cây này chiều dài 3m6 nha. Chiều dài 3m6, cứng tầm khoảng 3.5H. Ngọn 0.5 ly, trọng lượng 120g và cái độ thu gọn của nó là 54.5cm nha. 54.5cm ạ. À. Đây em ra cần cho mình xem luôn nhé. Cây này thì nó có độ cứng là 3.5H nha mấy anh, 3.5H. Còn cái nắp chụp đầy đủ cho mình hết luôn này nha. Đây ạ. À. Ngọn 0.5 ly nha, cứng 3.5H. Mấy cây này phôi đẹp nha mấy anh. Nhỏ gọn ha. Đấy.
bỏ ba lô cốp xe đồ được hết luôn nha, đẹp keng à, màu phôi thì sáng bóng luôn. Cái cân mã số 8 mà em bán với giá là 550k, mã 8 550k, mã 8 đây nè, chiều dài 3m6 nha, đấy gọn gàng cho mình luôn ha. Mã số 9 thì em có một cây cần tay zoom 3 chế độ nha mấy anh, 3 chế độ 5, cái này là 36, 40 và 45 cho mình nha. Cây này thì cứng tầm khoảng 2H ha. Để câu dịu cho mình nha. Đến từ hãng Master nha mấy anh. Tay cầm này dạng carbon nhám rất là chắc tay, không bị trơn trượt cả. Ngọn 0.5 ly, trọng lượng 87g và thu gọn 53 cm cho mình nha. Thu gọn 53 cm, 3 chế độ nha mấy anh. Đấy, 36, 40 và 45, nó còn cái nắp đậy đầy đủ cho mình ha. Đây ngọn 0.5 ly à, ngọn rất là dẻo cho mình luôn nha. Cứng tầm khoảng là 2H thôi ạ, à. Cứng 2H, phôi carbon xoắn đẹp keng cho mình nè. À. Sáng bóng luôn ha. Đấy. Xoắn sáng trưng à. Quá đẹp cho cây cần này, chiều dài zoom 3 chế độ. 36, 40 và 45 nha mấy anh. Đấy cây cần mã số 9 nè, à. Em bán với giá là 986k nha, 986k cho cây cần này ạ. À. Đấy, lâu lâu mới có một cây cần tay như này nha mấy anh. 3 chế độ đây ha, 36, 40 và 45 nha, nó còn cái nắp đầy đủ cho mình hết luôn ạ. À. Mã số 9 986k nha mấy anh, 986 cho cây cần này ạ. À. Mã số 10, số 10 thì em có một cây cần hai khúc dây trong nha. Đấy. Đến từ hãng Alpha Seco, phôi carbon xoắn đẹp keng, bắt Fuji bắt vặn cho mình luôn ha. Chiều dài 2m4 cứng 30 ạ, à. 2m4 cứng 30. Đây, gàng khoen đây. Khoen này là khoen xích nha, còn sáng bóng cho mình luôn ạ. À. Đây đầu vô ha. Loại sứ còn sáng bóng đẹp keng cho mình, chiều dài 2m4 cứng 30 nha anh, cứng 30. Màu nước sơn thì sáng bóng, vàng khoen đẹp keng. Bát là bát Fuji, bát vặn ạ. Để câu ngâm ha. Thôi, đăng xê đều được nha mấy anh. Đấy, phôi này. Cây cần mã số 10, một cây cần ráp khúc di trong hai khúc nha mấy anh. Chiều dài 2m4 cứng 30 ạ. Em bán với giá là 500k cho cây cần này nha. Mã số 10, 500k, mã 10. Mã số 11. 11 thì em có một cây cần này đây ạ. Một cây cần đến từ hãng Suzumi. Chiều dài 2m4 cứng 50 nha mấy anh, cứng cao cho mình luôn ha. Phôi carbon xoắn này, xoắn toàn thân nha. Cái này nó có trọng lượng 240g và ngọn 2.6 nha, ngọn 2.6 cho mình ạ. Cây này cũng còn đẹp keng nha, cứng tầm khoảng là 50 cho mình nha. Chiều dài 2m4 cứng 50 ạ. Bát là bát vặn nha, bát vặn. Cây cần mã số 11 và em bán với giá là 550k cho cây cần này nhé. Mã số 11, 550k, mã 11 ạ. À. Mã số 12. 12 thì em có một cây cần hai khúc này, chiều dài 2m4 cứng 30 cho mình luôn nha. Đây, cây này thì cái màu nước sơn thì sáng bóng này. Cây này nó có trọng lượng 220g và ngọn 2.3 nha mấy anh, ngọn 2.3 cho mình. Màu nước sơn sáng trưng à. Chiều dài 2m4 cứng 30, phôi carbon xoắn 7 cá cho mình ha, bát Fuji bát vặn, ngọn 2.3, tròn Honda nha mấy anh. Tay cầm thì cán mút ha, có cái khoen cục dây bảo hộ luôn ạ. À. Cái cần mã số 12 à, em bán với giá là 600k cho cây cần này nhá, 600k, mã số 12 600, chiều dài 2m4 cứng 30 ạ. À. Mã số 13. 13 thì em có một cây cần dây trong 3 khúc nha. Cây này đến từ hãng Alpha Seco cho mình luôn ạ. À. Đến từ hãng Alpha Seco. Bát Fuji nha, bát vặn cho mình. Màu nước sơn thì sáng bóng. Chiều dài 3m6 cứng 50 nha mấy anh. Cứng 50, đây. Loại sứ đẹp keng cho mình luôn ha. Màu nước sơn quá sáng luôn. Tem vàng còn đầy đủ hết cho mình luôn nha mấy anh. Đấy. Chiều dài 3m6 cứng 50. Đến từ hãng Alpha Techco nha, tay cầm thì cán mút, bát là bát vặn cho mình luôn ha. Này, cây cần mã số 13. Mã số 13 em bán với giá là 790k cho cây cần này nha, mã 13 790 ạ, à, mã 13. Mã 14 thì em có một cây cần lua nha, tay cầm cán gỗ bần, cây này phôi nhẹ nha mấy anh.
Để tập câu, vừa tập câu ha, lua thì mấy cây này nhẹ nhẹ quăng đi cho nhanh nha. Cây này thì nó có chiều dài 2,1 m cứng mờ nha, tại cá tầm khoảng là 3 cho tới 6 kg ạ. Dàn khoen bát hãng, khoen loại sứ đẹp keng, ngọn 2 ly 3, trọng lượng 115 gram ha. Đấy, tập câu câu giải trí, mua mấy cây này rẻ về chơi cũng rất là ổn áp nha mấy anh. Đấy, cây cần mã số 14 mà em bán với giá là 220k nha, mã 14 220k cho cây cần này ạ. À, một cây cần lua cứng mờ chiều dài 2,1 m ạ. À, mã số 15 em có một cây tinh ton chiều dài 2,1 m nha, nó còn cái túi nha nha, còn cái túi đầy đủ cho mình luôn nè. Cây này nó có mã có tem vàng đầy đủ, hàng Korea xuất nhập cho mình luôn, tay cầm thì cán mút êm ái này. Cây này thì nó có chiều dài là 2,1 m, cứng MH nha, cứng MH phôi carbon rod ạ. À, hàng Korea xuất nhập thì cái phôi carbon của nó rất là ổn áp nha nha. Lua mồi thì tầm khoảng là 10 cho tới 30 gram, tại cá 5-10 kg luôn nha, cứng MH, gian khoen bát hãng ạ, à, khoen lua to. Ngọn 2 ly và trọng lượng 155 gram cho mình cây này nhé nha. Cây cần mã số 15 ạ. À, cây cần mã số 15 chiều dài 2,1 m, cứng MH, đến từ hãng Kinh Ton, nhà hàng Korea xuất Nhật. Em bán với giá là 650k cho cây cần này nhé, 650k. Cần mã số 15 mà em bán với giá là 650k, 650k. Mã số 16. 16 thì em có một cây Shimano máy đứng nha mấy anh. Chiều dài 2,28 m, made in Japan cho mình luôn. Lua mồi tầm khoảng là 7 cho tới 30 gram nè, độ cứng tầm khoảng là mờ nha mấy anh. Đấy, cứng thực tế là cứng mờ nha mấy anh. Tải cá từ 3 cho tới 6 kg ha, phôi carbon xoắn ít 2 da. Dàn khoen Fuji loại sứ đen nha mấy anh. Fuji đen cho mình ạ. À, ngọn 1 ly 6 và trọng lượng là 129 gram nha. Đấy, ngọn 2 ly 1 ly 6 nha, trọng lượng 129 gram. Đây, tay cầm thì cán gỗ bần cho mình luôn ạ. À, bát là bát C14 cộng, tem vàng còn đầy đủ cho mình hết luôn nha. Một cây cần Shimano ha, cây này còn cái túi nữa nha mấy anh. Cây này còn cái túi nha, anh nào mà lấy thì em gửi túi kèm cho mình luôn nha. Đây, cây cần mã số 16, một cây cần lua Shimano cứng mờ nha, chiều dài 2,28 m, em bán với giá là 700k cho cây cần này nhé. Mã số 16 700 ạ, mã 16. Mã 17. 17 thì em có một cây Yamaga Blend hàng nội địa Nhật nha. Cây này thì nó có cái phôi carbon xoắn hai da đẹp keng này. Tay cầm thì cán mút ha, ngọn 2 ly 3, trọng lượng là 206 gram cho cây cần này nhé. Cây này nó có chiều dài là 2,7 m, cứng MH. Cây này lua nhái thật được nha mấy anh. Độ tải mồi lên tới 60 gram ạ. À, cây này vừa có khách báo con chẽm 7,5 kg nha mấy anh. Đây, con chẽm 7,5 kg ha, rất là ok. Dàn khoen Fuji Sitgon cho mình luôn ạ. À, ngọn 2 ly 3, trọng lượng 206 gram. Tất cả khoen đều là khoen Fuji Sitgon cho mình nha. Đẹp keng, phôi carbon xoắn ít 2 da. Hàng nội địa Nhật cho mình luôn nha, hàng nội địa Nhật ạ. Đấy, đẹp keng. Cây cần mã số 10 à. 17 ạ. Em bán với giá là 1.450.000 cho cây cần này nhé. Chiều dài 2,7 m, cứng MH, cái phôi này rất là ổn áp nha mấy anh. Đấy, mã số 17 1.450.000. Mã số 18. 18 thì em có một cây này đây là một cây cần cắm gốc vừa dứt vừa lua được luôn nha mấy anh. Cái gốc thì tầm khoảng là 50 cm và cái ngọn của nó là 1,6 m, tổng thể là 2,1 m nha. Dàn khoen bát hãng ạ. Ngọn 2 ly và trọng lượng 148 gram nhé. Phôi carbon xoắn ẩn mình với màu nước sơn nha mấy anh. Đẹp keng à. Cây này thì nó có cái chiều dài là 2,1 m nha, tính theo độ lua thì nó là cứng mờ nha mấy anh. Đây, nó có thông số đầy đủ trên đây hết luôn nha. Đấy, cứng mờ nha. Nếu như mà dít mồi thì tầm khoảng là 60 cho tới 120 gram, sử dụng dây BE từ dây số 2 tới dây số 4 này. Đấy, tại cá mát báo quơ 11 kg nha. Đấy, phôi này rất là ổn áp. Phôi carbon xoắn cho mình luôn ha. Cây cần mã số 18 mà em bán với giá là 450k cho cây cần cắm gốc vừa dứt vừa lô này luôn nha. 450k thôi à, cho mình trải nghiệm nha mấy anh. Mã số 19 ạ. À, 19 thì em có một combo cần máy ngang Shimano nha mấy anh, chiều dài 2,28 m này, một combo lua lóc chẽm ha. Đấy, máy thì chạy nhẹ tên cho mình luôn ha, con lăn xứ thì còn chạy đều luôn nè, mà máy thì ok này. Con này chạy 19 bạc đạn nha mấy anh, 19 bạc đạn ạ. À, ratio 7,2, vào cước 0,23 là được 180 m ạ. À, 0,28 trăm rưỡi và 0,3 là được 110 m nha, rất là ok ạ. À, cần thì là cần đến từ hãng Shimano nha, cứng là cứng mờ, chiều dài 2,28 m, made in Japan, tải mồi từ 37 cho tới 30 gram, tải cá 3 tới 6 kg, ngọn là 1 ly 6, trọng lượng 129 gram cho mình nha. Phôi carbon xoắn 2 da đẹp keng ha. Cái combo này là cần 2,28 m và máy ngang tay phải nha mấy anh.
máy ngang tay phải, một combo luôn ngang tay phải, lua lóc lua chẽm cho mình nha. Em bán với giá là 850k bao ship nha anh, cái combo này bao ship cho mình nha, 850k, mã số 19, 850k bao ship. Mã số 20 thì em có một cây cần đây đó, combo luôn ngang tay trái nha. Đấy, đang chi hướng chạy điều phết này đó. Máy thì nhẹ nhàng luôn, xì buôn cân mồi đầy đủ hết cho mình luôn nha mấy anh. Máy đẹp keng hả, cây con này thì nó có radio 7.2, trọng lượng của nó là 195g, máy chạy 4 đạt đạn nha, tại cá tầm khoảng là 6kg cho mình ạ. Cần thì đến từ hãng IK, chiều dài 1m98 nha mấy anh, chiều dài 1m98. Đấy, độ cứng là medium heavy, MH, tải cá 50kg, tải mồi từ 12 cho tới 26g, ngọn 2 ly và trọng lượng của cây cần này là 150g. Phôi carbon xoắn ít 2 da đẹp keng, phôi này cầm rất là chắc tay ha. Đây, cây cần này nó có cái màu viền xanh này sẽ hợp với cái mân con máy nha. Đấy, tông xịt tông cho mình luôn nha mấy anh, rất là đẹp ạ. Đấy, tay cầm đây, combo mã số 20 ạ, mã số 20. Em bán với giá là 1.740k cho cái combo này nhá, 1.740 nha mấy anh, 1.740k. Bao ship cho cái combo này luôn, cần đẹp và máy đẹp keng cho mình luôn nha. 1.740k, mã số 20 ạ. Mã số 21 thì em có một cây cần trophy, cây này để câu lăng xê nha mấy anh, câu lăng xê ngon, câu sông đồ, câu cá tra đồ cũng được ạ. Chiều dài 2m1 ạ, tải mồi từ 70 cho tới 100g, cây này ngọn 3 ly 4 và trọng lượng 244g, vàng khoen loại sứ phát quang cho mình luôn ạ. Đấy, màu nước sơn thì đẹp keng ha, bát đây. Cây cần mã số 21 ạ, một cây cần ngọn to nha, cây cần này cứng tầm khoảng 50-80 à, trophy 2m1, em bán với giá là 190k nha. Mã số 21, 190k. Mã số 22 thì em có một cây Toro cứng MH nha, cây này cứng, cây này được dùng để câu ngâm lăng xê nha mấy anh, cứng tầm khoảng 50-80 ha. Đấy, thiết kế giang khoen nòng súng này, ngọn 3 ly 1 và trọng lượng của cây cần này là 196g nha. Đây, phôi màu nước xanh này, xanh ngọc đẹp keng cho mình ha, độ mới cao không lỗi lầm đâu ạ. Đây, cái bát đây ha, có một cái khoen cuộc dây bảo hộ cho mình luôn nha, rất là ok ạ. Cây cần mã số 22 ạ, chiều dài 2m1 ạ, một cây Toro ha, em bán với giá 250k nha. Mã 22, 250k. Mã 23 thì em có một cây Wind Dragon, chiều dài 2m4 nha, cứng tầm khoảng 60 cho tới 100 nha, cứng cao nha mấy anh. Cây này cái phôi rất là ổn áp này, đấy, phôi xoắn đẹp keng cho mình nha, ngọn 3 ly 6 và trọng lượng của nó là 206g, màu nước sơn thì sáng bóng luôn, quá xuất sắc cho cây này nha mấy anh, vừa rẻ mà vừa rất là ok nè. Đấy, phôi này cầm rất là chắc tay nha, phôi này chưa có cái khách nào mà chê hết nha mấy anh, phôi rất là đẹp ạ. Cây cần mã số 23 em bán với giá là 390k cho cây cần này nhá, chiều dài 2m4 ạ, 390k, phôi này carbon xoắn nha. Mã 390, 2m4. Mã 24 thì em có một cây cần Sangtra nha mấy anh. Đấy, cây Avoluton nha, chiều dài 3m15, vàng khoen này, titan 7 màu cho mình ha, loại xích Fuji luôn nha, bát là bát Fuji, vàng khoen Fuji nha, titan 7 màu, loại xích, tải mồi mát 1,5kg nha mấy anh, tải mồi mát 1,5kg, cây Avoluton, chiều dài 3m15 ha, vàng khoen đây, titan 7 màu cho mình nha, loại xích, đầu bu đây, chống sóng dây cho mình luôn ha. Cây này nó có cái ngọn là 3 ly 7 và trọng lượng của cây cần này là 560g nha mấy anh, 560g, phôi đẹp cho mình luôn nha, cầm rất là chắc tay luôn ạ, bát là bát Fuji nha, một cây cần Sangtra đánh hàng bạo lực nha mấy anh. Cây cần mã số 25 ạ, em bán với giá là 1.950k cho cây cần này nhé, 1.950 ạ, mã 10, mã 25. Mã 26 thì em có một cây cần lục 3 khúc nha mấy anh, cây này thì nó là phôi carbon xoắn ít 2 da nha, đẹp keng à, bát Fuji bát gặp FX8 cho mình luôn, bát Fuji bát gặp FX8, vàng khoen Fuji Sigon cho mình nha, vàng khoen Fuji Sigon, cây này thì nó là hàng Thái Lan nha mấy anh, made in Thái Lan cho mình, chiều dài 4m25 và cứng là cứng AX nha, cứng AX, cây này nó có cái ngọn là 3.7 ly và trọng lượng của cây cần này là 547g nha mấy anh, 547g đây, đẹp keng à, đầu mu chống sóng dây cho mình luôn à, vàng khoen loại xích luôn nha, chân gòn đẹp keng hết,
cây này phôi đẹp, đánh rất là ngon nha mấy anh. Đánh lục bát Fuji, bát gặp FX8 phôi đẹp keng. Cây cần mã số 26 em bán với giá là 3.150.000 cho cây cần này nhé, 3.150.000 cho cây cần. Kết thúc video ngày hôm nay của em ạ. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em nhé. Các anh có cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ với số điện thoại ghim trên màn hình nha, hoặc Zalo của em số 0344555188 nhé. Chúc các anh đi câu vui vẻ và thuận lợi được nhiều cá. Hẹn các anh ở video tiếp theo ạ. Chào các anh.